Xin chào tất cả các bạn. Trên tay mình đây đang là chiếc iPad thế hệ thứ 9 của Apple vừa được ra mắt năm 2021. Thì hôm nay mình thực hiện clip này để hướng dẫn các bạn cách các bạn cài đặt cái cảm biến vân tay trên chiếc iPad này nhé. Tuy ra mắt năm 2021 nhưng chiếc iPad Gen 9 này vẫn đang sử dụng đó là cái thiết kế cũ, bao gồm là cái viền hai bên vẫn tương đối dày, vẫn sử dụng cái cảm biến đó là cảm biến vân tay. Đó, thì để thực hiện cài đặt được cái vân tay trên cái thiết bị này, các bạn cũng có thể cài đặt tương tự như tất cả những cái thiết bị khác, thiết bị iPhone hay là thiết bị iPad khác. Để làm được, các bạn sẽ vào cho mình cái phần cài đặt này, chọn mục Touch ID và mật mã. Đây, các bạn thấy cài đặt như vậy. Tiếp đến thì các bạn sẽ thực hiện cho mình chọn vào mục thêm dấu vân tay. Đó. Và đặt ngón tay của các bạn lên. Lưu ý khi các bạn đặt ngón tay lên nhé, các bạn chỉ cần chạm nhẹ lên thôi chứ không phải bấm xuống nút đâu. Chỉ cần chạm nhẹ lên, khi máy rung một cái thì các bạn nâng ngón tay lên. Đối với cái iPad nó sẽ không có rung nên các bạn chỉ cần đặt ngón tay lên. Đấy, khi nào nó dừng lại, cái chuyển động bên trên nó dừng lại thì các bạn nhấc ra. Đó. Và đặt tiếp tục ngón tay xuống, các bạn thể nhìn thấy này, nó sẽ hướng dẫn cụ thể luôn. Đấy, đặt xuống, nhấc ra. Khi nào cái vòng tròn đó nó dừng lại thì các bạn tắt đi nhé. Đặt xuống, nhấc ra. Đó. Ở đây mình sẽ mách cho các bạn một mẹo, các bạn có thể cài được hai dấu vân tay cùng một lúc. Đó là khi các bạn đang cài nửa dấu vân tay thứ nhất này rồi, các bạn đặt tiếp cho mình cái dấu vân tay thứ hai lên. Đó, nhấc ra. Tiếp tục đặt xuống, nhấc ra. Đặt xuống, nhấc ra. Đó. Đặt xuống, nhấc ra. Như vậy các bạn có thể cài được hai dấu vân tay cùng một lúc nhé. Cùng một lần cài nhưng có thể cài được hai cái dấu vân tay. Đó. Nếu mà cái phần cuối này nó không bắt ấy, thì các bạn cần phải lăn các ngón tay đi các vùng, các vị trí. Đấy, để lăn ngón tay. Khi nào cái phần vàng đấy, phần đỏ đấy nó đã kín hết rồi, thì các bạn nhấc lên, các bạn cứ nhấc lên đặt xuống, nhấc lên đặt xuống, xoay các ngón tay các góc cạnh thì nó sẽ được thôi. Đấy. Chứ các bạn không bấm nút xuống cho mình là thứ nhất, mà không để giữ quá lâu là thứ hai. Ok, rồi. Tiếp tục, ở đây nó sẽ bắt các bạn là phải xác minh lại lần thứ hai nữa. Các bạn bấm cho mình tiếp tục. Đó, tương tự như thế các bạn sẽ làm cho mình. Đấy, điều chỉnh các góc độ nhé. Đấy, ở đây nếu mà các bạn lỡ tay bấm nó xuống nhé. Đây, ví dụ mình sẽ bấm xuống này. Thì nó sẽ báo luôn là các bạn chỉ đặt tay lên thôi chứ không bấm. Đó, tiếp tục điều chỉnh các góc độ, góc trên, góc dưới. Đó, các bạn sẽ sử dụng hai tay vân phiên như vậy. Thì chỉ cần một lần cài thôi các bạn sẽ cài được hai dấu vân tay. Đó, và tiếp tục. Rồi, sau khi cài đặt vân tay rồi thì nó sẽ bắt buộc các bạn cần phải nhập một cái mật mã. Đấy, thì mình có thể kích hoạt được cái vân tay. Đấy, ở đây ví dụ mình sẽ nhập là 000. Đơn giản, những cái mật mã đơn giản thì nó sẽ hỏi luôn để giúp các bạn là đề phòng và giúp các bạn có thể biết được là cái mật mã ấy rất là đơn giản, dễ bị đoán. Thì các bạn ấn vẫn sử dụng để sử dụng cái mã đó. Còn nếu không thì các bạn sẽ bấm thay đổi mã nhé, để đổi sang mã khác. Đấy. Ok, ở đây mình đã xác nhận xong. Nếu mà các bạn nào ấy muốn cài đặt vân tay thì các bạn sẽ bấm hủy cho mình. Các bạn nên thoát cái tài khoản iCloud trước, vì nếu không thì nó sẽ để bảo mật an toàn hơn do mình thay đổi cái vân tay ấy, thì các bạn cần phải nhập được cái pass của mật khẩu ID vào đây. Mật khẩu ID Apple là ok. Còn đối với bạn nào mà các bạn cài trước, nên cài trước sau rồi hãng đăng nhập vào, thì nó sẽ bỏ qua được cái bước nhập mật khẩu ID Apple này. Đấy. Vì từ những iOS cao, đời cao trở lên ấy, nó sẽ bảo mật hơn rất là nhiều nhằm bảo vệ cái tài khoản cho các bạn. Đó. Chỉ sau đó các bạn sẽ nhập cho mình cái mật khẩu của Apple ID vào. Như vậy là xong. Rồi. Ok. Như vậy là trên đây là toàn bộ cái cách hướng dẫn các bạn cài đặt nhanh dấu vân tay, thiết lập một cái dấu vân tay mới, hoặc là cái mẹo mà sử dụng thiết lập hai dấu vân tay cùng một lúc cho thiết bị, những cái thiết bị mà hỗ trợ cảm biến vân tay của Apple nhá. Rồi. Các bạn có thể vào trong playlist mình sẽ tham khảo thêm các clip tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào các bạn.